Xin kính chào quý vị phụ huynh, xin chào các bạn học sinh. Chúng ta đang quay trở lại với live chủ đề số 4 của Online Campus Tour Welcome to Văn Lang ngày hôm nay. Và các bạn vừa xem một video vòng quanh cơ sở 2, cơ sở 3 của trường Đại học Văn Lang để chúng ta khám phá về thế giới ẩm thực của sinh viên Văn Lang. Các bạn thấy không, các anh chị sinh viên Văn Lang luôn có những cách rất là hài hước và dễ thương để giới thiệu cho các bạn về đời sống sinh viên của mình. Đời sống sinh viên Văn Lang không chỉ có cảnh quan, không chỉ có cơ sở vật chất, mà nó còn là ẩm thực, còn là dịch vụ, còn là các hoạt động học tập, còn là tình cảm bạn bè, còn là quan hệ thầy cô. Như vậy thì các bạn hy vọng là qua những cái giới thiệu sơ lược nhưng rất là dễ thương, thú vị của các anh chị sinh viên thì chúng ta phần nào hình dung được đời sống học đường của Văn Lang. Nếu các bạn gia nhập vào đại gia đình Văn Lang K26 thì các bạn cũng sẽ là một thành viên trong đó. Chúng ta đang ở trong live số 4 của Online Campus Tour ngày hôm nay với chủ đề là tứ bề dân kinh tế. Tại sao lại là tứ bề dân kinh tế? Nếu mà các bạn sinh viên Văn Lang mà học ở cơ sở 3 mà chúng ta đi trong sân trường, trong các khuôn viên của nhà trường và gặp các bạn sinh viên, mà nếu mà hỏi xem là sinh viên học ngành nào thì cô nghĩ xác suất rất là cao đó là sinh viên của các ngành kinh tế. Tại vì đây là một trong những nhóm ngành mà đông dân nhất của Văn Lang. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với các ngành kinh tế của trường Đại học Văn Lang, với các khoa, khoa kế toán kiểm toán, khoa tài chính ngân hàng, khoa kinh doanh thương mại và khoa quản trị kinh doanh. Để cô giới thiệu với các bạn, các thầy cô sẽ đại diện các khoa và giao lưu với các em trong ngày hôm nay nha. Dạ, xin bắt đầu từ ngoài cùng bên phải ha. Đây là tiến sĩ Ngô Minh Hải, thầy là trưởng khoa tài chính ngân hàng. Thầy sẽ giới thiệu với các bạn những thông tin về ngành tài chính ngân hàng nói riêng và khối kinh tế với chương trình đào tạo đặc biệt nói chung. À, ngồi cạnh thầy Hải là tiến sĩ Mai Bình Dương, thầy là trưởng khoa kế toán kiểm toán. Thạc sĩ Hứa Thị Bạch Yến, phó trưởng khoa quản trị kinh doanh. Và ngồi cạnh cô là tiến sĩ Ngô Quang Trung, trưởng khoa kinh doanh thương mại. Thì một lát nữa các em có những câu hỏi đặt cho thầy cô, các em có thể comment trong livestream và bộ phận thư ký sẽ lọc câu hỏi để chuyển đến cho các thầy cô trả lời trực tiếp trong live cho các bạn luôn. Còn ngoài ra thì trước chương trình, ban tổ chức các thầy cô cũng đã nhận được tới hơn 1.500, gần 1.600 câu hỏi về tất cả các chủ đề, các ngành, các mặt mà học sinh quan tâm về trường Đại học Văn Lang. Thì trong đó riêng đối với khối mà kinh tế của mình á, thì cũng xem nhau. Các câu hỏi thì cũng xem nhau nhưng mà cũng tới 80 mấy, gần 90 câu hỏi đối với từng ngành của các thầy cô ạ. Thì trong số mà các cái câu hỏi như vậy đó các bạn đặt về thì em nghĩ là chúng ta sẽ dành một phần thời lượng đầu tiên của live buổi hôm nay để chúng ta giúp các bạn làm rõ những khái niệm về các ngành. Bởi vì tuy là những ngành kinh tế thu hút nhiều sinh viên và cũng như rất là quen thuộc nếu mà các bạn lựa chọn ngành nghề, nhưng mà hiểu sâu, hiểu kỹ, hiểu rõ ngọn ngành để biết là mình phù hợp với ngành nào thì các bạn cũng còn rất là nhiều hoang mang. Thì em xin đọc một số câu hỏi và chúng ta sẽ bắt đầu livestream hôm nay với những câu hỏi như vậy. Ví dụ bạn Hải My, trường Trung học Phổ thông Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, một ngôi trường lớn của thành phố. Bạn Phùng Khánh Vân, Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Thì các bạn hỏi giống như nhau, đó là em muốn hỏi về sự khác biệt trong ngành nghề và lượng kiến thức của hai ngành là ngành kinh doanh thương mại và ngành quản trị kinh doanh. Dạ, đây là một câu hỏi phân biệt đầu tiên nè. Và thứ hai nữa là bạn Phạm Ngọc Tân, trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, bạn nói mình đang phân vân giữa kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh, làm sao để phân biệt được hai ngành này. Thì có lẽ trước mắt với hai cái câu hỏi như thế này thì em xin là mời là tiến sĩ Ngô Minh Hải, thầy có thể Thạc sĩ Hứa Thị Bạch Yến về ngành quản trị kinh doanh, thì cô có thể giúp bạn phân biệt là quản trị kinh doanh và kinh doanh thương mại. Rồi thứ hai nữa là quản trị kinh doanh và kinh tế đối ngoại. Và sau đó thì tiến sĩ Ngô Quang Trung, thầy có thể bổ sung về những cái đặc điểm của ngành kinh doanh thương mại. Dạ vâng ạ. Chào các bạn. Với câu hỏi là của bạn Hải My, trường Trung học Phổ thông Gia Định, sự khác nhau giữa ngành quản trị kinh doanh và ngành kinh doanh thương mại. Thì để rõ hơn thì cô nêu đầu tiên, cô nêu về đặc điểm của ngành quản trị kinh doanh trước, rồi sau đó chúng ta mời thầy Trung nêu về đặc điểm ngành kinh doanh thương mại. Từ đó sẽ thấy rõ hơn cái điểm khác nhau của hai ngành học mà các bạn quan tâm. Đối với ngành quản trị kinh doanh đó, thì các bạn ngoài khi mà các bạn đăng ký vào trường trúng tuyển, các bạn sẽ học theo cái lộ trình như sau. Các bạn sẽ học khối ngành, nghĩa là kiến thức cơ sở, sau đó đến kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ sở ngành đến kiến thức chuyên ngành, và các bạn sẽ làm một cái khóa luận tốt nghiệp đó. Thì trong cái phần mà kiến thức cơ sở thì các bạn ngoài những cái môn về lý luận chính trị là
rồi về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kiến thức cơ sở ngành đó. Các bạn vào chuyên ngành thì các bạn sẽ học những gì? Những cái học phần mà tạm gọi là những cái học phần chính trong cái quản trị kinh doanh đó, nó bốn cái phần hành trong một doanh nghiệp, nó đại diện cho bốn phần hành trong một doanh nghiệp, đó là quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị hay còn gọi là quản trị nhân sự đó các bạn, quản trị về chiến lược, quản trị vận hành. Đó là bốn cái phần chính trong một cái doanh nghiệp nói chung. Và đối với ngành kinh doanh thương mại thì ở đây có thầy Trung, thầy Trung chia sẻ những cái môn học chính trong ngành của mình để các bạn thấy sự khác biệt. Rồi, xin chào các bạn sinh viên. Thì cô Yến đã trình bày cho các bạn về chương trình quản trị kinh doanh. Thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cho các bạn cái góc nhìn về cái ngành kinh doanh thương mại là như thế nào. Thì bạn cứ hiểu là kinh doanh thương mại nó đang là một cái khâu nối liền giữa sản xuất với lại tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa. Thì với khoa kinh doanh thương mại, không những chúng ta chỉ học về những cái kỹ năng để làm sao chúng ta có thể kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thì khoa kinh doanh thương mại offer cho các bạn tất cả là 3 ngành. Ngành đầu tiên đó là ngành về kinh doanh thương mại. Trong đó các em sẽ có những chuyên ngành rất cụ thể như kinh doanh quốc tế, như e-commerce hay còn gọi là thương mại điện tử. Ngành thứ hai các bạn sẽ có nó là ngành marketing. Thì với ngành marketing các em sẽ được học chuyên ngành liên quan tới digital marketing là marketing kỹ thuật số, cũng như là event market management hay còn gọi cách khác nó là quản lý sự kiện. Ok, và ngành thứ ba trong cái ngành kinh doanh thương mại nó có là ngành logistics và quản trị của chuỗi ứng. Thì với khoa thương mại thì đang cho các bạn 3 lựa chọn, và với 3 ngành này thì các bạn đều có thể có được tấm bằng cử nhân liên quan tới kinh doanh thương mại, cử nhân liên quan tới marketing và cử nhân liên quan tới logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Thì đây là một cái thế mạnh mà khoa thương mại muốn các bạn sinh viên, khi mà các bạn chọn một cái ngành nghề, các bạn sẽ có được những cái sự đầu tư về chuyên môn để các bạn có thể làm được những công việc tốt hơn về sau này. Thì với khoa quản trị kinh doanh, như các em cũng đã biết thì khoa đã đưa ra một cái lộ trình học mà trong đó các bạn chỉ có thể hoàn thành được năm học, chương trình học của mình trong 3 năm rưỡi, với điều kiện là các bạn sẽ tham gia các lớp ở trong kỳ hè. Thì chương trình của mình đã hoàn tất được trong 3 năm rưỡi. Và một cái điểm đặc sắc nữa là gì? Là hết năm 2 các bạn đã được đi thực tập. Và cái chương trình thực tập này nó đang kéo dài. Khi mà các bạn học tập xong thì các bạn sẽ về và các bạn sẽ học tiếp những cái một số kiến thức bổ sung để mà mình có được những cái kỹ năng tốt hơn cho cái nghề nghiệp của mình. Và một lần nữa thì 3 năm rưỡi là cái thời gian mà các bạn có thể hoàn thành được chương trình học. Thì không những vậy thì các bạn cũng sẽ thấy là cái chương trình của kinh doanh thương mại và quản trị kinh doanh nó đang được kết hợp thông qua việc đào tạo kiến thức của chương trình kiểm định Mỹ ACBSB mà Văn Lan đã là thành viên của cái kiểm định này. Thì đây là một trong những cái bước ngoặt để khoa có thể xây dựng một cái chương trình tốt nhất và đang rất là thực tế cho tất cả các bạn sinh viên. Như vậy thì thầy cũng tiết lộ với mình khá là nhiều chi tiết rồi đó. Là về những cái đặc điểm và về chương trình đào tạo. Dạ vâng ạ. Một lát nữa thì mình sẽ nói rõ hơn. Chi tiết hơn. Qua phân biệt của cô Yến và thầy Trung thì mình hình dung được một phần nào rằng là quản trị kinh doanh đó là một cái lĩnh vực khá là bao trùm, đúng không cô? Các mảng hoạt động khác nhau trong một cơ quan, một doanh nghiệp, một đơn vị kinh tế. Còn kinh doanh thương mại thì nó đi chuyên hơn về một cái phân khúc thuộc về nhóm kết nối của lĩnh vực kinh tế. Còn lúc nãy thì bạn có hỏi là quản trị kinh doanh và kinh tế đối ngoại á, cô, thì mình phân biệt như thế nào ạ? Chào các bạn. Về cái sự khác nhau giữa quản trị kinh doanh và kinh tế đối ngoại thì theo ý kiến của cô thì cũng các bạn cũng thấy là như cô Mến vừa nêu đó, ngành kinh doanh thương mại có một cái chuyên ngành mà thầy Trung cũng có nói lúc nãy luôn, đó là thương mại quốc tế. Thì kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, các bạn sinh viên mình hay hiểu năm nay đó là liên quan đến xuất nhập khẩu, rồi những hoạt động về về vận chuyển hàng hóa và rồi liên quan giữa nước này với nước khác, xuất nhập khẩu nói chung đó. Còn về quản trị kinh doanh thì
không chỉ riêng về mảng xuất nhập khẩu mà các bạn cũng được đào tạo về cái mảng là thương mại trong nước cũng như là kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. Nên có thể nói là cái con đường mà các bạn, mà nghề nghiệp các bạn sau này đó, khi các bạn tốt nghiệp quản trị kinh doanh thì nó khá là rộng cho các bạn. Các bạn có thể thích nghi tốt ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong cái nền kinh tế hiện nay. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn bạn. Vậy với, nói chung là ngành quản trị kinh doanh nó rộng quá mà, cho nên là những cái mà đòi hỏi mà các bạn phân biệt đó là các bạn hỏi nhiều là mình cũng rất là thấy dễ hiểu. Còn đối với riêng mà ngành kế toán nè, kiểm toán hoặc là ngành tài chính ngân hàng thì nghe có vẻ rõ hơn về cái phân khúc, đúng không thầy? Đó, nhưng mà vẫn có thắc mắc. Ví dụ như là bạn Đinh Thúy Quỳnh thì hỏi là kế toán, kiểm toán là khác nhau như thế nào? Và theo nhu cầu nhân lực hiện nay thì em nên theo học nhánh nào? Dạ. Và một bạn khác thì cũng lại như vậy. Tài chính ngân hàng là học cả tài chính cả ngân hàng hay là định hướng nó sẽ như thế nào? Thì chắc có lẽ là lần lượt từng câu em xin mời là tiến sĩ Mai Bình Dương và sau đó tiến sĩ Ngô Minh Hải ạ. Dạ, chia sẻ cho các bạn. Xin cảm ơn cô Mến, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này là câu hỏi rất hay và cũng nhiều người mà đặt ra. Thì kế toán là gì? Kế toán là một cái công việc là thu thập, xử lý thông tin và tổng hợp thông tin. Còn ngược lại thì kiểm toán là cái công việc là đi kiểm tra, giám sát lại cái quá trình làm kế toán và những cái số liệu mà kế toán đã làm. Thì kế toán là một ngành và kiểm toán là một ngành thì đây là hai cái ngành và gần với nhau, nhưng mà nó là hai cái nhóm ngành trong cái nhóm là kế toán kiểm toán. Thì đối với kế toán thì các cái vị trí làm việc có thể là các cái kế toán ở các bộ phận, rồi kế toán trưởng và sau đó có thể là giám đốc tài chính. Còn đối với kiểm toán thì là sẽ là các bộ phận sẽ làm những cái vị trí như là kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước. Thì hai cái ngành này thì đều có những cái môn học mà trong cái chương trình của khoa kế toán kiểm toán xây dựng. Và trong khoa kế toán xây dựng thì ngành kế toán hiện nay là đang được cập nhật theo các cái chương trình của nước ngoài. Và ngành kế toán là một trong những cái ngành của nhà trường mà đang tiến hành kiểm định AVN là tiêu chuẩn của trong khu vực. Dạ vâng ạ, vậy thì thưa thầy Hải ạ, về lĩnh vực tài chính ngân hàng thì sao ạ? Phân biệt như thế nào đây? Tài chính là sao mà ngân hàng lại như thế nào vậy ạ? Buổi hôm nay thì đi rất sâu vào chuyên môn. Dạ vâng ạ. Chắc các bạn chịu khó nghe thử xem như thế nào nhé. Dạ. Thì các bạn đi từ rộng đến vào sâu ha. Thì đầu tiên các bạn đi từ rộng trước, thì tại sao mà có bốn thầy cô ngồi ở đây? Yeah. Tại vì tất cả những bốn thầy cô ở đây lĩnh vực về kinh tế và quản trị kinh doanh. Yeah. Như vậy thì chúng ta phải hiểu về nhóm ngành trước, rồi sau đó chúng ta mới hiểu về từng chuyên ngành cụ thể. Và nếu mà khi chúng ta đưa vào một bức tranh ấy, thì mọi người sẽ thấy là mỗi một ngành nghề nó đều đóng một cái vai trò trong chúng ta. Yeah. Mọi người cứ tưởng tượng đơn giản như này nhé. Chúng ta sản xuất một sản phẩm, chúng ta bán cho khách hàng thị trường. Vậy thì rõ ràng đây là phần đầu tiên là phần sản xuất, quản trị nguồn lực, chúng ta làm sao ra được sản phẩm đó. Phần thứ hai chúng ta phải đưa sản phẩm cho khách hàng, cho nên là chúng ta phải có sale, có marketing, như cái bộ phận bán hàng. Rồi nếu chúng ta bán ra thế giới chẳng hạn thì nó sẽ là ngành kinh doanh quốc tế. Mình nghĩ một cách rất đơn giản, những kiểu mà ngoại hiểu thôi. Và để làm được toàn quá trình đó thì chúng giữa nó chính là cái khâu vận hành, từ sản xuất cho tới bán hàng, cho tới vận hành, là thể thống nhất cho toàn bộ tổ chức. Như vậy thì mọi người sẽ thấy rằng là với cái nền sản xuất như vậy thì mỗi một ngành, một chuyên ngành đều có đóng vai trò, vị trí cụ thể trong cái chuỗi giá trị. Và nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta sẽ xây dựng hệ thống trước và sau đó chúng ta sẽ quản lý con người. Đã. Vậy thì trong khối ngành kinh tế thì quan tâm tới cả hai thứ, cả về hệ thống và cả về con người. Đã. Đó là cái bức tranh chung toàn bộ cho cái khối ngành này. Vậy thì cụ thể nhé, đối với về hệ thống chẳng hạn. Trong mô hình vận hành chúng ta sẽ có chiến lược, chúng ta có nhân sự, chúng ta có tài chính, chúng ta có mô hình vận hành đó, chúng ta có quản lý nhân sự, chúng ta có nguồn lực đó. Thì trong cái khối mà kế toán với tài chính ấy, là khối đi rất là sâu để quản lý về nguồn lực của doanh nghiệp hoặc là các tổ chức đó, thì lúc đó đi thẳng vào tài chính ngân hàng. Rồi thì mọi người sẽ thấy là nếu đi sâu cái ngành tài chính ngân hàng nó có hai khối nha, một khối là khối về tài chính và khối về ngân hàng. Thì nôm na tài chính hay ngân hàng nó cũng chỉ là những cái tổ chức, những cái định chế mà hoạt động trong nền kinh tế. Nếu chúng ta thấy là cái khối kinh tế vận hành như nào thì sẽ thấy là có bốn cái định chế chính. Yeah. Đó là ngân hàng này, công ty chứng khoán này, công ty bảo hiểm này,
quỹ đầu tư, đó là các định chế. Như vậy thì các định chế đó ghi chép lại luân chuyển tài chính như thế nào, rồi họ kinh doanh, họ vận hành như thế nào, thì đó là những lĩnh vực của chúng ta. Vậy thì các bạn khi đi sâu vào cái ngành đấy thì không hẳn các bạn phải học tài chính ngân hàng bạn mới làm được tài chính ngân hàng đâu, mà rõ ràng nếu như chúng ta coi những tổ chức đấy là những cái đơn vị kinh doanh độc lập thì chúng ta phải cần rất nhiều kiến thức tổng hợp. Chúng ta phải biết về kế toán, chúng ta phải biết về quản trị, chúng ta phải biết về logistics, hoặc là các bạn làm những nghề tưởng như không liên quan như tâm lý học chẳng hạn, nhưng nó lại rất liên quan đến cái ngành tài chính ngân hàng nếu như bạn muốn bán sản phẩm nào đó cho khách hàng. Đó là cái bức tranh chung trong một khối kinh tế. Rồi, chia sẻ của thầy Hải đúng là em nghĩ là một cái gì rất cần thiết cho các bạn học vào lúc này, bởi vì các bạn thường thấy khối kinh tế hấp dẫn và nhưng mà nó lại rất là mênh mông. Như ý thầy Hải nói, nó là một chuỗi vận hành có liên đới đến rất nhiều cái lĩnh vực đến với nhau, cho nên là nếu mà chúng ta không có hình dung là khi mà mình học quản trị kinh doanh là mình sẽ gia nhập vào cái nhóm nào, ở cái phân khúc nào trong lĩnh vực kinh tế, rất là khó để mình định hình được cái môi trường làm việc của mình sau này. Cô nghĩ là các em nên thật sự là lắng nghe và suy nghĩ về những chia sẻ của thầy Hải, và sau đó thì mình sẽ soi chiếu lại vào bản thân mình, có thể là bằng bài những cái bài trắc nghiệm hướng nghiệp, những bài trắc nghiệm tính cách sở trường, để mình thấy rằng là mình phù hợp với cái phân khúc nào, với cái công việc nào, chứ cũng không phải là lĩnh vực kinh tế là mình có thể làm việc giống như nhau ở mọi nơi, đúng không thầy? Có bạn thì sẽ là rất là giỏi về tính toán và cẩn thận thì có thể hợp với lĩnh vực kế toán đó. Nhưng mà có những bạn thì sẽ giỏi về lĩnh vực ngoại giao, giỏi về thuyết khách, thì như vậy là có thể bạn sẽ hợp với một lĩnh vực khác. Thế như vậy thì các em cũng có thể theo dõi và xem cái bài trắc nghiệm hô lên nghề nghiệp trên website của trường Đại học Văn Lang, thì có dụng sẽ giúp các bạn một phần nào bước đầu để xác định là mình phù hợp với nhóm ngành nào. Thì có lẽ là mình mở đầu là như thế này em nghĩ là rất là phù hợp. Chúng ta sẽ có một cái bức tranh đầu tiên, và sau đó thì đi vào những cái câu hỏi chi tiết về các ngành đó thầy cô. Thì khi mà hỏi về lĩnh vực kinh tế thì câu hỏi lại rất là đặc thù giống như nhau, là các bạn hỏi cái vấn đề nổi cộm thứ hai là cơ hội nghề nghiệp. Các bạn hỏi rất nhiều về việc làm. Em xin đọc một số câu hỏi và các thầy cô sẽ lần lượt giúp các bạn trả lời nha. Ví dụ như em xin đọc học mà đọc câu hỏi đầu tiên là về chỗ mà nhóm kinh doanh thương mại. Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh ở trường Lộc Thành, hoặc là bạn Hồ Gia Tuyết Thiệu ở trường Trung học Phổ thông Diễn Minh Châu, Đảo Tây Ninh, thì bạn hỏi là em thì rất là thích kinh tế nhưng ba mẹ em không đồng ý. Vì ba mẹ em nói rằng kinh tế đã có quá nhiều người học rồi, học 3 năm nữa thì ra trường sẽ rất khó kiếm việc làm, sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Vậy quan điểm này là đúng hay sai? Cho em hỏi chuyên ngành kinh doanh thương mại ra trường có dễ xin việc làm hay không? Đây là một câu. Câu số 2 cũng tương tự em đọc luôn ạ. Là bạn Võ Kha Bảo Trân ở Trung học Phổ thông Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì bạn hỏi là em học lớp 12 năm nay sẽ xét vào ngành kinh doanh thương mại, nhưng không rõ lắm về tương lai của ngành này như thế nào. Em băn khoăn sau khi học kinh doanh thương mại thì có thể xét xin việc vào những nghề nghiệp như thế nào, những ngành nghề như thế nào. Dạ chắc là tiến sĩ Ngô Quang Trung anh chia sẻ với các bạn. Rồi, cảm ơn cô Mến. Yeah. Thì cũng cảm ơn câu hỏi của em, bởi vì nó cũng khá là thú vị, bởi vì phụ huynh nào thì cũng đang con tôi bây giờ đi học, sau 4 năm tốt nghiệp ra trường thì nó có việc làm hay không? Và hiện tại bây giờ có quá nhiều sinh viên học về kinh tế ra. Vậy thì sau khi học ra xong rồi con tôi có thể tìm được một công việc như nó mong muốn hay không? Thì câu hỏi rất là thiết thực, thì để trả lời câu hỏi này không có câu chuyện là đúng hay sai ở đây, mà theo nhận định của bản thân đó thì tôi thấy là như thế này. Tất cả những cái công việc nó đều đang dựa trên cái nhu cầu của nguồn lực ở trong tương lai. Khoa kinh doanh thương mại như hồi nãy đã trình bày, không phải là chỉ có mỗi làm về kinh doanh thương mại, mà trong đó các bạn sẽ được học về marketing, các bạn có được học về logistics và những ngành khác trong cái khoa kinh doanh thương mại. Như vậy thì bây giờ nói một số liệu rất là đơn thuần, là ví dụ nói về ngành digital marketing hay gọi là marketing kỹ thuật số, thì các em thấy là gì? Bây giờ có những cái nhận định là thị trường nó đang cần 69% doanh nghiệp là muốn làm các vấn đề về quảng cáo về marketing, nhưng mà thực chất là thị trường chỉ đang có cung ứng được khoảng 20% thôi. Như vậy nói một bức tranh trong 4 năm nữa, cái kỹ nghệ về công nghệ số nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, thì liệu là các bạn có việc làm hay không? Thì đây các bạn đã có thể tự trả lời. Cũng giống như là trong vấn đề về logistics, hiện tại trong năm 2020 này thì thị trường logistics của thành phố Hồ Chí Minh đang cần khoảng 25.000
nhân sự cho logistics, và dự đoán đến năm 2025 thì nhu cầu này đạt gần 40.000 nhân sự. Vậy thì nói về cái logistics và chuỗi cung ứng, các bạn thấy là cái nhu cầu về nhân lực ở trong tương lai nó đang phát triển rất nhanh, và nhu cầu của họ cũng đang rất lớn. Cũng như nói một cách khác là về thương mại điện tử, các bạn thấy trong bối cảnh hiện tại như bây giờ, em thấy rất rõ là về thương mại điện tử, khi tất cả mọi người đang phải ở nhà và bởi vì cái dịch Covid này, thì em thấy chuyện gì đang xảy ra, mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn chuyện là làm sao tôi có thể mua hàng hóa thông qua online. Ok, thì thương mại điện tử đang là một thế mạnh, đang là một cái xu thế để mà tất cả mọi người muốn theo nó. Về mặt quy mô, em thấy là năm 2015 thì quy mô của thị trường vào khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên đến năm 2020 này người ta đang dự tính là 13 tỷ đô la Mỹ, và đến năm 2025 thì cái con số về thị trường, về cái quy mô của thị trường nó sẽ là 33 tỷ và Việt Nam sẽ trở thành nước lớn thứ ba về quy mô thương mại điện tử ở Đông Nam Á. Indo là 100 tỷ và đứng sau Thái Lan là 43 tỷ. Như vậy em thấy là cái nhu cầu nó đang rất là lớn. Câu chuyện ở đây sẽ là các bạn muốn chọn cái gì và các bạn muốn làm gì. Và đương nhiên với những cái việc chọn lựa đó của các em thì cái việc học và trao đổi kiến thức của các em có thể thật là chuyên sâu để khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường, các bạn có thể làm được những cái mà nhu cầu xã hội đang mong muốn. Thì đó là lý do tại sao tôi không quan niệm là sau 3 năm có nhiều người học kinh tế rồi các bạn có việc làm hay không có việc làm, thì việc này là tùy vô nhu cầu của thị trường và tùy vô vào cái quyết định của mỗi cá nhân. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Trung. Như vậy là có thể tóm gọn lại là thầy đã phát thảo ra cho mình một cái bức tranh rất rộng lớn, dạ, về nhu cầu nhân lực không chỉ là của thương mại mà gần như là bức tranh về nhân lực của lĩnh vực kinh tế luôn. Thì như vậy là về cái nhóm ngành mà kinh tế đó, thì như em đã nói là cái câu hỏi về cơ hội việc làm nó rất là nhiều. Thì chắc là em xin tiếp tục với câu hỏi về cơ hội việc làm của tài chính ngân hàng. Em có nhận được những câu hỏi như sau. Dạ xin tiến sĩ Ngô Minh Hải giúp bạn trả lời. Bạn Thùy Dương ở trường Trung học Phổ thông Đức Binh Kiều, bạn hỏi là cơ hội việc làm ngành tài chính ngân hàng có cao hay không, mình có được đi thực tập hay không. Dạ rồi tương tự như vậy á, thì bạn Như Ý ở trường Nguyễn Hữu Cảnh cũng hỏi như vậy. Rồi là bạn Quảng Mỹ Duyên ở trường Nguyễn Thị Diệu cũng hỏi đây có phải là tài chính ngân hàng có phải là đang là cái ngành được ưa chuộng trong xã hội hay không. Rồi ra trường sẽ hoạt động trong những lĩnh vực nào, là bạn Lương Thanh Huy trường Trần Phú, chắc là thầy gom thì trả lời luôn 4 câu lần. Dạ câu hỏi rất thú vị. Dạ thì tôi đang cầm lên tay đang giới thiệu về Văn Lang và có những thống kê mà tôi muốn chia sẻ ngay với anh chị và các bạn. Trong đây số lượng mà có việc làm phân bổ theo ngành năm 2019 thì ngành quản trị kinh doanh là 90,75%, ngành kinh doanh thương mại là 90,05%, ngành tài chính ngân hàng là 95,54% và ngành kế toán là gần như là 100%, là 99,19%. Như vậy thì chỉ cần là mọi người theo con số kê thôi, chúng ta cũng không cần phải là luận hay lý giải gì, chúng ta nhìn thống kê và chúng ta nói là số liệu. Vậy thì rõ ràng nhu cầu nhân lực về cái ngành này cực kỳ lớn. Ví dụ như theo bức tranh mà thầy Trung mới chia sẻ, thì nếu mà thương mại điện tử phát triển, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái việc mà đi theo cái hệ thống hạ tầng thanh toán phải đi kèm. Và muốn đi kèm thì sao ạ? Phải thông qua hệ thống ngân hàng hoặc là hệ thống tài chính. Đơn giản như vậy thôi. Thì kinh tế phát triển có nghĩa là tài chính ngân hàng sẽ phát triển. Vậy thì chúng ta quay lại cái bài toán đầu tiên của chúng ta. Thực sự là cái ngành ngân hàng sau này 5 năm nữa, 10 năm nữa có giống ngành ngân hàng của chúng ta hiện tại hay không? Nếu chúng ta nghĩ là ngành ngân hàng hiện tại chúng ta nó là gọi là teller, là cashier, là những người mà ngồi ở quầy hoặc là nhân viên tín dụng phải đi thẩm định hồ sơ vậy này, thì chắc chắn ngành này không còn, đúng không ạ? Tại vì sau này công nghệ này, rồi có AI này, rồi có big data này, thì những cái công nghệ đó nó thay đổi toàn bộ hệ thống của ngành ngân hàng, ngành tài chính. Và nếu như công nghệ thay đổi như vậy thì những ngành truyền thống nó sẽ mai một, sẽ mất đi, nhưng những ngành mới nó lại hình thành và nó phát triển. Như vậy thì mọi người thấy rằng là nếu như ngành ngân hàng sẽ không còn những nhân lực như cũ, nhưng mà những nhân lực dành cho fintech, những nhân lực dành cho AI, những nhân lực dành cho thương mại điện tử, những nhân lực mà dành cho tài chính ngân hàng với ứng dụng công nghệ, thì đó là cái ngành mà luôn luôn
không thể nào thiếu được trong nền kinh tế. Thì mọi người sẽ thấy rằng là trong cái khối kinh tế ngân hàng chúng ta thì làm gì thì làm, người ta vẫn phải huy động, người ta vẫn phải cho vay, đúng không ạ? Nhưng mà trước giờ thì người ta huy động bằng hình thức là đến ngân hàng và gửi tiền, thì bây giờ người ta làm qua mạng, người ta làm qua online, hoặc người ta cho vay chẳng hạn. Hồi xưa người ta vay từ ngân hàng, thì bây giờ người ta sẽ vay từ công ty tài chính. Vậy thì rõ ràng cái kiến thức mà chúng ta phải học trong khối tài chính ngân hàng nó khác hẳn chúng ta học hồi xưa. Và nếu như bạn cập nhật, bạn có công nghệ và bạn biết được xu thế tương lai 10 năm như thế nào, thì cái khả năng việc làm của bạn còn hơn cả con số 100% ở đây nữa, vì bạn chính là người làm chủ tương lai của các bạn. Dạ, vâng ạ. Anh Hai trả lời hay quá. Tức là bạn Trọng Uy, bạn Kim Oanh ơi, câu trả lời của thầy Hải cũng đã trả lời cho em luôn rồi đó. Em đặt câu hỏi trực tiếp trong livestream là cơ hội làm việc của ngành tài chính ngân hàng nè. Đó, rồi giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp nè, thì là thầy đã trả lời một phần cho em rồi nha. Dạ. Thì liên quan đến cái lĩnh vực mà đến cái nhóm mà cơ hội nghề nghiệp á, mà thầy Hải cũng nói đó là cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế nó cũng có cái sự luân chuyển và biến động theo cái sự phát triển của khoa học công nghệ nữa. Đấy, thì có cái câu hỏi, có nhóm câu hỏi về quản trị kinh doanh đây, chắc là cô Yến trả lời giúp bạn. Tức là bạn hỏi về cơ hội nghề nghiệp, nhưng mà rõ ràng cụ thể hơn một chút. Bạn Dương Thị Thanh Tịnh, trường Nguyễn Dục, bạn hỏi là ngành chuyên ngành á, quản trị hệ thống thông tin ISM của khoa quản trị kinh doanh á, thì có giúp bạn ra trường có cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn là bạn ngành quản trị kinh doanh thông thường hay không? Dạ, em nghĩ đây là một câu hỏi hay, chắc cô tư vấn giúp bạn. Cảm ơn cô Mến và cảm ơn bạn sinh viên. Cô chia sẻ cái câu hỏi, câu trả lời của các bạn như sau. Chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin ở khoa quản trị kinh doanh á, là một cái ví dụ điển hình về cái xu hướng mà liên kết các ngành với nhau. Thì các bạn học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin, ngoài cái kiến thức các bạn được trang bị về quản trị kinh doanh đó, các bạn có thêm những kiến thức về công nghệ thông tin để các bạn đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay của xã hội. Đó là bạn không chỉ cần phải có một kiến thức trong một lĩnh vực nào riêng biệt, mà bạn phải có kiến thức của liên ngành. Đó là một cái ví dụ mà mình cảm thấy là nó nổi trội nhất. Thì khi bạn học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin đó, ra trường bạn sẽ làm gì? Các bạn thấy là hồi nãy thầy Trung cũng có đề cập đến cái việc là rủi ro trong xã hội hiện nay, là xã hội mình đối phó với việc là cái dịch cúm Covid-19 đó, thì thương mại điện tử lên ngôi, và cái việc bảo mật thông tin cũng là một nhu cầu rất là thiết yếu trong xã hội ngày nay. Vì vậy các bạn học chuyên ngành quản trị thông tin đó, các bạn có thể là đáp ứng được cái nhu cầu này của xã hội. Bạn thực hiện là bảo mật thông tin tại doanh nghiệp, hoặc là bạn phân tích dữ liệu, những cái dữ liệu lớn, big data v.v. để phục vụ cho nhu cầu quản lý cũng như là nhu cầu kinh doanh tại các doanh nghiệp. Thì đó là một trong những cái trường hợp mà các bạn ra trường các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đó là những cái chia sẻ mà cô nói về cái ngành chuyên ngành là quản trị hệ thống thông tin. Dạ vâng ạ. Vì chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin cũng là cái thắc mắc của bạn Ngô Thị Ngọc Phượng ở trường Nguyễn Huệ. Thì chắc là hy vọng em đã có câu trả lời. Thì chuyên ngành nó là chuyên ngành đang, nên là nếu em muốn mà học chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin thì em vẫn đăng ký xét tuyển vào ngành quản trị kinh doanh, đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Và sau đó thì khi mà trúng tuyển và nhập học ngành quản trị kinh doanh thì em sẽ được lựa chọn chuyên ngành, thì lúc đó mình có thể lựa chọn chuyên ngành ISM quản trị thông tin. Thì đây là như cô Yến nói, đây là một cái sự kết hợp giữa kinh tế và công nghệ. Dạ. Và rất là phù hợp với cái xu hướng mà thầy Hải nói lúc nãy. Dạ. Rồi, Đinh, ở đây em cũng có tiếp một nhóm cái câu hỏi về ngành kế toán cũng rất là hay đó. Em xin gửi tới tiến sĩ Mai Bình Dương. Bạn hỏi về nhiều lắm ạ. Các bạn hỏi về kinh tế thì các bạn hỏi rất sâu. Tức là về chuyện là đi học, rồi thực tập, rồi chương trình. Rồi em sẽ lần lượt nêu để các thầy cô trả lời nha. Ví dụ như bạn Thảo Phương, bạn hỏi là học kế toán thì sẽ mất bao nhiêu năm nè? Năm thứ mấy thì được đi thực tập, mình tự tìm việc để tích lũy kinh nghiệm hay như thế nào ạ? Rồi, bạn... tương tự như vậy thì bạn Kiều Hân ở trường Phạm Thái Bường, bạn hỏi là ngành kế toán trong một khóa thì sẽ đi thực tập bao nhiêu lần, năm mấy thì được đi thực tập. Thì từ hai câu này nó giống nhau. Dạ, chắc là thầy Dương trả lời giúp bạn ạ. Cảm ơn cô Mến, cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì ngành kế toán thì thời gian học sẽ là 4 năm, và ngay từ năm đầu tiên học kỳ 1 thì các bạn sẽ vào, các bạn được một cái môn là nhập môn nghề nghiệp. Thì trong cái môn này
là các bạn sẽ được các cái chuyên gia về trong lĩnh vực kế toán kiểm toán tới để nói chuyện về nghề nghiệp, và sau đó thì các bạn được xuống tận các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan để các bạn thực tế, các bạn kiến tập về cái lĩnh vực kế toán kiểm toán. Và trong quá trình học tập thì các bạn sẽ liên tục là xuống các cái doanh nghiệp để các bạn tìm hiểu về cái cách làm các số liệu ở phía dưới các doanh nghiệp đối với những các đối tác của nhà trường. Và ở trong quá trình học thì các bạn có một cái môn học là mô phỏng về kế toán. Thì trong cái mô phỏng này ấy, thì là được các chuyên gia đang thực tế là giám đốc tài chính và kế toán trưởng đến trực tiếp giảng dạy luôn. Rồi các bạn được sử dụng chứng từ thật của một công ty, và với lớp học ít và cái phòng mô phỏng thì rất hiện đại. Và sau đó thì đến năm sát đến năm cuối là năm thứ tư thì các bạn sẽ được xuống doanh nghiệp và các bạn thực tế, và dự kiến là trong năm học tới là các bạn sẽ có một cái thực tế trải nghiệm tại doanh nghiệp giống như là một nhân viên kế toán. Và với cái khóa mà chuẩn bị ra sắp ra trường, mặc dù các bạn chưa ra trường, thì đến gần 30% là các bạn đã tự có việc làm rồi. Và có một rất nhiều trong đấy là có đi làm ở các công ty kiểm toán. Cái mô hình mà kế toán mô phỏng đó, thì có phải em đọc được thông tin đó là Văn Lang là một trong những trường tiên phong có mô hình đó đúng không thầy? Về cái kế toán mô phỏng thì Văn Lang là một cái trường phải nói là đầu tiên đưa vào từ năm 2003. Và với một cái phần mềm, sử dụng phần mềm, sử dụng trong phòng máy các thiết bị vân vân, và đặc biệt là Văn Lang đi theo một cái mô hình là trải nghiệm giống như là ở ngoài doanh nghiệp làm như nào thì ở Văn Lang sẽ làm như vậy. Và các chuyên gia cũng là những chuyên gia am hiểu trong lĩnh vực kế toán về trực tiếp giảng dạy. Rồi chứng từ thì là chứng từ thật luôn, chứ không có là những cái chứng từ mà ảo thế này thế kia. Em thấy như vậy là rất là có lợi cho sinh viên, tại vì việc mà nếu mà sinh viên thậm chí là đi mà tiếp cận với chứng từ thật cũng là rất là khó. Cũng có nhiều bạn khác đặt những câu hỏi tương tự, thì các bạn sẽ tham khảo phần trả lời nhà này nha. Mình cũng sẽ không nhắc lại những câu hỏi tương tự nữa. Đối với ngành kinh doanh thương mại thì các bạn cũng hỏi như vậy ấy, anh. Là các bạn cũng hỏi về hoạt động thực tế nhiều lắm. Nhìn chung ngành nào cũng hỏi về hoạt động thực tế hết. Để em đặt câu với bạn Phương Nam, bạn đặt câu hỏi trực tiếp trong livestream là ngành kinh doanh thương mại các hoạt động thực tế có nhiều không? Đến năm mấy thì mình được đi thực tế ạ? Và có được đi nước ngoài hay không? Thì có một bạn khác họ hỏi có được đi nước ngoài hay không? Lòng chung vào luôn. Dạ. Thì như cũng có chia sẻ với lại các em đó, thì với chương trình của K26 hết năm 2 thì các em đã có thể được đi thực tập rồi. Nói một khác là gì, khi mà các bạn vào học chương trình thì kiến thức nền tảng cơ sở là các bạn đã được học từ ban đầu, và sau đó là các bạn sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên môn để chi để hết năm 2 các bạn có thể đi thực tập. Ok. Thì khi các bạn đi thực tập là các bạn sẽ đến doanh nghiệp làm thật. Ok. Các công việc thật ở doanh nghiệp như thế nào thì các bạn sẽ phải trải nghiệm trong vòng từ 10 cho tới 12 tuần để hoàn tất cái khóa thực tập đấy. Thì doanh nghiệp họ sẽ là người đánh giá các bạn. Tôi nhận định là cái mô hình này nó đang tạo cho sinh viên những cái cơ hội là gì? Khi mà các bạn kết thúc năm 2 và các bạn đi thực tập thì các bạn đã được doanh nghiệp họ đánh giá, và họ có thể là người giữ bạn lại luôn trong quá trình làm việc sau này. Nhưng cái câu chuyện này nó nằm ở chỗ là tại sao tôi mới có năm 2, học hết năm 2 và bây giờ tôi đang thực tập và tôi đang được doanh nghiệp họ rất là muốn ở lại, giao cho tôi một cái cơ hội để tôi tiếp tục làm tiếp. Như vậy thì nó có lợi thế hay không? Thì thực chất là gì các bạn, khi mà các bạn đã thể hiện được năng lực của mình ở hết năm 2 và có được công ăn việc làm thì đây chính là một cái điểm lợi thế cực kỳ lớn. Ok. Bởi vì không phải sinh viên nào cũng có thể làm được việc này. Khi mà các bạn học hết năm 2 được doanh nghiệp offer một cái công việc và các bạn về để các bạn tiếp tục học để trao đổi thêm kiến thức, thì thực chất là cái khoảng thời gian mà doanh nghiệp họ muốn giữ bạn vẫn có thể làm part time tại doanh nghiệp. Ok. Doanh nghiệp vẫn cho bạn một cái cơ hội dài hơn, vừa học tập ở trường cũng như là vừa làm ở doanh nghiệp, thì đây là một trải nghiệm mà theo tôi nghĩ là rất là thiết thực và rất là có giá trị đối với sinh viên. Thì trong cái chương trình thì em sẽ thấy là gì, tất cả các ngành ở trong khoa kinh doanh thương mại thì sẽ tiến hành tới việc là đi thực tập vào cuối năm 2. Nó bao gồm gì? Nó bao gồm ngành về kinh doanh quốc tế, về ngành e-commerce, thương mại điện tử. Nó cũng bao gồm những ngành liên quan tới marketing kỹ thuật số, cũng như là quản trị sự kiện.
Và ngành cuối cùng chính là ngành Logistics và quản trị của chuỗi cung ứng. Thì đây là 5 ngành mà các em đều được đi thực tập vào năm thứ cuối cùng của năm thứ 2. Và ở đây nó cũng có câu chuyện là có một số sinh viên hỏi là có được đi thực tập ở nước ngoài hay không. Thì chia sẻ luôn cho các bạn là hoạt động hợp tác quốc tế của khoa thương mại nói chung cũng như của trường Văn Lan nói của trường Văn Lang nói chung và khoa thương mại nói riêng rất là phong phú. Đặc biệt là với khoa thương mại thì sinh viên được phép đi thực tập ở nước ngoài. Tất nhiên là các bạn vẫn phải đáp ứng một số yêu cầu, ví dụ như là về năng lực ngoại ngữ. Okay. Các bạn có thể được đi đến các trường đối tác ở trong khu vực Đông Nam Á để thực tập. Có một số bạn thì đi kiến tập đâu đấy khoảng 3 tuần cho tới 4 tuần. Nhưng có bạn thì lại muốn đi thực tập trong vòng 3 tháng theo chu kỳ 12 tuần. Okay. Thì khoa thương mại đang tạo tất cả những cái điều kiện để mà sinh viên có thể tham gia, để mà các bạn có thể trải nghiệm. Bởi vì các bạn biết là gì, bây giờ cuộc sống bây giờ đó là nó là luân chuyển quốc tế rồi. Bây giờ lao động là luân chuyển quốc tế trong khối ASEAN. Khi mà các bạn tốt nghiệp ở trường đại học Văn Lang và đích đến của bạn là bạn sẽ làm việc ở Singapore chứ không phải ở Việt Nam nữa, thì đây là những cái cơ hội dành cho toàn bộ sinh viên, không phải là của ngành kinh doanh thương mại mà tất cả các sinh viên của các ngành khác thuộc khối kinh tế của Văn Lang. Đây là một cơ hội tốt và rất mong muốn là khoa cũng như trường tạo những cái cơ hội để bạn có những trải nghiệm ở nước ngoài, thì các bạn có thể phát triển tốt hơn cái năng lực của mình để thích nghi với lại cái môi trường thay đổi rất nhanh về công việc sau này. Thì đó là những cái mà khoa mong muốn là các em được hưởng lợi từ việc tham gia trong cái chương trình và tự rèn luyện để mà có thể nâng cao bản thân mình hơn. Dạ. Thì cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em nhớ là mùa xuân vừa rồi đó, dịp Tết, trước Tết, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ thì sinh viên ngành kinh doanh thương mại của Văn Lang cũng đã có một cái chuyến đi thực tập giao lưu, kể cả giao lưu văn hóa và học tập ở Malaysia. Đúng rồi. Dạ. Thì những cái mô hình như của tiến sĩ Ngô Quang Trung thì sẽ được phát triển hơn nữa đối với khoa kinh doanh thương mại từ khóa 26 và kể cả là bổ sung cho khóa 25 các khóa trước của trường Đại học Văn Lang. Thì cô nghĩ là đây là một cái trong những cái định hướng rất là tốt và nó là một trong những cái điểm mà các bạn học sinh rất quan tâm, thậm chí rất là quan tâm khi mà chọn học theo trong lĩnh vực kinh tế. Tại vì thầy muốn bổ sung thêm là như thế này các bạn, khi mà các bạn có được những cái kinh nghiệm mà để ra nước ngoài trải nghiệm đó, thì các bạn sẽ rất là tự tin trong việc là sử dụng tiếng Anh, hiểu biết được thêm một cái môi trường bên ngoài. Thì nó cái sự tự tin nó rất là quan trọng bởi vì nó giúp em thành công rất nhiều trong cuộc sống sau này. Okay. Mà đặc biệt là gì, khi mà mình nhìn ra được sự khác biệt giữa các nơi với nhau thì tư duy của mình sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Okay. Nên cái việc trải nghiệm mà hồi tháng 1 đầu năm nay đó, nó cũng khá là ý nghĩa bởi vì khi mà sinh viên qua đấy các bạn được học kỹ năng, các bạn được trao đổi kỹ năng và tiến tới là khoa sẽ cho các bạn đi tham gia trao đổi, học kỹ năng và chuyển đổi tín chỉ từ việc học ở nước ngoài về Văn Lang. Hay nói cách khác là bây giờ thay vì học ở Văn Lang thì các bạn sẽ được ra nước ngoài và các bạn học. Okay. Thì đó là một trong những cái mà chương trình đang muốn đưa lại cho các bạn. Dạ, em thấy thật sự rất là hay đó ạ. Dạ vâng ạ. Vậy thì tương tự là em không biết là các ngành khác của mình có những cái chương trình nào đó mà đổi mới hơn cho K26, tại vì hiện nay là các bạn học sinh vào, các bạn ấy đang tham khảo những cái chương trình của các anh chị khóa 24 này, khóa 25. Thì như thương mại là em thấy có rất là nhiều cái mới đối với K26 rồi đó. Thì không biết là với ngành tài chính ngân hàng thì anh Hải có thể chia sẻ là có những cái điểm mới nào đó như vậy không ạ? Để các bạn học sinh các bạn biết trước. Khoa tài chính ngân hàng năm nay thì có rất nhiều cái mới. Thì chắc cũng đi vào chuyên sâu chút xíu ha. Dạ vâng ạ. Thì các bạn sẽ làm quen được cái khái niệm về ngành và ngành chuyên sâu. Đó. Ví dụ như các bạn học một ngành nào đó, ví dụ ngành tài chính ngân hàng này, thì ngành tài chính ngân hàng không có nghĩa là chúng ta làm tài chính hoặc làm ngân hàng, nhưng nó phải đi thêm một bước nữa là thực sự là trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng ấy, hồi nãy tôi có chia sẻ với anh chị là gồm có 4 cái định chế đúng không ạ? Tài chính ngân hàng này, công ty chứng khoán này, bảo hiểm này và quỹ đầu tư, nhưng đó là các định chế thôi, còn các công việc cụ thể thì chúng ta lại bắt đầu là đi sâu vào cái chuyên sâu chuyên ngành của chúng ta. Ví dụ như là trong khối tài chính ngân hàng chúng ta sẽ có ngành ví dụ như là ngành đầu tư tài chính. Đó, thì anh chị có thể ra làm được là nhà đầu tư, tự đầu tư hoặc là chuyên gia đầu tư cho các ngân hàng, cho các quỹ hoặc là tài chính doanh nghiệp. Thì đích đến của tài chính doanh nghiệp chính là CFA. Chúng ta có thể là chuyên gia quản trị tài chính cho doanh nghiệp hoặc là chúng ta phải làm được kế hoạch chiến lược tài chính cho công ty chúng ta.
hoặc là có một chiến lược mà muốn phát hành hoặc là niêm yết trên sàn chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải biết về tài chính doanh nghiệp. Và ngành tài chính ngân hàng hôm nay mở thêm nhiều chuyên sâu mà tôi cảm thấy là rất là thú vị và rất mới cho các anh chị, ví dụ như ngành bất động sản. Cái ngành tài chính bất động sản hiện nay mọi người thấy là cái tất cả cái nền tảng của nền kinh tế phải xoay quanh cái nguồn lực, yeah, đó là bất động sản, trong khi những cái ngành nghề cụ thể trong bất động sản ví dụ như là quản lý tài sản này, quản lý tòa nhà này, đó những ngành rất là mới nhưng hiện nay nhân lực ở Việt Nam hoàn toàn rất là thiếu và không có. Và khoa cũng đang nhìn thấy được cái xu thế đó và đưa ra những cái ngành rất là chuyên sâu để các bạn có thể là ready, sẵn sàng để làm việc sau khi các bạn tốt nghiệp. Và một ngành mới nữa là ngành thẩm định giá. Ngành này cũng rất là thú vị khi vì những cái công ty muốn lên sàn chẳng hạn thì tối thiểu phải biết được giá trị là bao nhiêu, hoặc là các anh chị thấy cái nhành làn sóng khởi nghiệp chẳng hạn thì câu hỏi đầu tiên là giá bao nhiêu và định giá như thế nào, thì đó là những cái nền tảng cực kỳ cơ bản và khi mà chúng ta nắm vững kiến thức về những ngành đấy thì ta rất là có nhiều tương lai trong cơ hội việc làm. Thì khái niệm về chuyên sâu ngành và ngành chuyên sâu là một khái niệm nó rất là sâu vào trong cái lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, và đây là định hướng mà Văn Lang đang tiếp cận để mà tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các bạn và nhiều cái khả năng thành công của bạn trong tương lai. Đó là đường mới của tài chính ngân hàng hôm nay. Dạ vâng ạ, em thấy thật sự là rất là hay đó. Có nhiều cái hướng đi mới cho các bạn. Nhưng mà thầy Hải có thể chia sẻ rõ hơn là nếu như các bạn muốn học về thẩm định giá, tức là mình đi theo cái hướng là thẩm định giá hoặc là bất động sản như vậy, thì hiện nay là các bạn đăng ký vào ngành tài chính ngân hàng đúng không thầy? Đúng rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ được khoa tư vấn để chọn những cái chuyên ngành khác nhau. À đúng rồi. Thì định hướng của trường thì vẫn là định hướng về ứng dụng và hướng về nghề nghiệp. Và cũng không phải các bạn phải chọn ngay từ đầu đâu. Tại vì khi mình lựa chọn một bạn 18 tuổi thì mình sẽ biết là có rất nhiều bạn lựa, có rất nhiều lựa chọn và có rất nhiều nguồn tư vấn. Như vậy thì chúng ta không nên bị stick hoặc bị gắn vào một cái ngành nghề nào đó ngay từ đầu, mà chúng ta cố gắng học thông qua trải nghiệm. Và khi chúng ta được trải nghiệm nhiều lĩnh vực, chúng ta có thể trải nghiệm kế toán một ít, trải nghiệm với quản trị một ít bên nguồn nhân lực một ít, ví dụ vậy. Thì trong quá trình chúng ta tìm hiểu như vậy, chúng ta sẽ được hiểu rất rõ về ngành. Chúng ta hiểu ngành xong rồi, chúng ta mới chọn một lĩnh vực nào đó chúng ta tiếp tục chúng ta đi theo. Ví dụ như các bạn đi học chung cái khối kinh tế ngân hàng với nhau này, thì có những môn rất là chung, rất là nền tảng để bạn hiểu là một khối này nguyên toàn bộ nền kinh tế vận hành như nào. Sau đó bạn có thể chọn kế toán, kiểm toán, bạn có thể chọn kinh doanh thương mại, bạn có thể chọn quản trị kinh doanh, bạn có thể chọn tài chính ngân hàng. Và sau khi vào cái khối ngành đó thì có lại rất nhiều môn khác, nó lại đi vào chuyên sâu hơn, cụ thể hơn cho từng chuyên ngành đấy. Và khi bạn được trải nghiệm đủ thì tới hết năm thứ hai, năm thứ ba thì các bạn đã xác định rõ được là mình phù hợp ngành nào, mình muốn phát triển lĩnh vực tương lai mình như thế nào. Và rồi bạn sẽ trải nghiệm đi thẳng vào chuyên ngành để đảm bảo rằng là sau khi bạn học chương trình đấy thì bạn ra có cơ hội việc làm ngay. Và nếu mọi người so sánh giữa hai bạn sinh viên thôi, một bạn ra trường thì phải tiếp tục nộp hồ sơ lại truyền đơn để đi xin việc, còn một bạn thì đi thẳng được trang bị kiến thức và được tiếp cận được ngành bạn. Thì rõ ràng là cái sự tự tin mà thầy Trung vừa nói đấy, thì của cái bạn thứ hai ấy, bạn sẽ tăng hơn rất là nhiều. Dạ vâng, thì có lẽ là đây là một trong những đây là một một phần những cái chia sẻ rất là mới trong khối kinh tế của Văn Lang. Chắc là các bạn học sinh các bạn cũng sẽ mình sẽ tóm gọn lại hơn để chúng ta hình dung lại. Thì nếu giờ nếu như các bạn chọn lĩnh vực kinh tế và chọn trường đại học Văn Lang thì sẽ có nhiều lựa chọn cho các bạn. Như chia sẻ của thầy Hải thì nó đi hẳn vào định hướng của cả một cái chương trình đào tạo. Ví dụ như bạn có thể chọn chương trình tiêu chuẩn, hoặc bạn chọn chương trình đặc biệt, hoặc bạn chọn chương trình tiên tiến. Một lát các thầy sẽ chia sẻ rõ hơn về từng chương trình. Nhưng mà như vậy thì cái mà thầy Hải chia sẻ nó nằm trong cái định hướng đào tạo nhân lực, chẳng hạn như là của chương trình đào tạo đặc biệt chẳng hạn, thì cho phép là các bạn có thể được linh hoạt học tập, định vị bản thân, và từ đó thì mình mới có cái lựa chọn chính xác hơn trong cái mình thuộc cái phân khúc nào trong lĩnh vực kinh tế. Đó, thì đây là một trong những cái định hướng rất mới, và nếu như các bạn quan tâm về chương trình đào tạo đặc biệt của trường Đại học Văn Lang thì cô nghĩ là lĩnh vực kinh tế là một trong những cái lĩnh vực mà đang áp dụng chương trình đào tạo đặc biệt tốt nhất tại trường Đại học Văn Lang hiện nay. Còn khi mà các bạn làm hồ sơ đăng ký mà xét tuyển sinh đại học ấy, thì đương nhiên là để đảm bảo về mặt thủ tục thì chúng ta vẫn sẽ lựa chọn ngành để đăng ký. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta có ngành kinh doanh thương mại, ngành tài chính ngân hàng, ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán. Và như chia sẻ của thầy Trung ấy, thì trong thời gian tới đây thì sẽ có thêm ngành marketing, ngành logistics. Đó, thì đây là những cái ngành nghề mà để các bạn chúng ta làm đăng ký hồ sơ. Còn trong quá trình mà tham gia vào hoạt động
đào tạo của trường đại học Văn Lang thì bạn có thể chọn tiêu chuẩn, chọn đặc biệt hoặc là chọn tiên tiến tùy theo từng chương trình. Thì liên quan đến cái câu hỏi về những chương trình của khối kinh tế đó thầy, thì có các bạn hỏi là ví dụ như ngành tài chính ngân hàng có chương trình tiên tiến em mới được biết thông tin này, thì chương trình tiên tiến của tài chính ngân hàng sẽ như thế nào, hoặc là về ngành quản trị kinh doanh cũng như vậy. Thưa cô Yến, tức là các bạn hỏi là bây giờ em chọn quản trị kinh doanh thì em thấy hiện nay là có tiên tiến, có đặc biệt và có tiêu chuẩn, thì em nên chọn như thế nào và phân biệt như thế nào giữa ba chương trình này? Thì có lẽ là trước tiên thì xin mời thầy Hải thầy chia sẻ về ngành tài chính ngân hàng mà tiên tiến ạ, mà chương trình tiên tiến. Thì năm nay các bạn, nếu mà bạn tham gia vào Văn Lang ấy, thì bạn sẽ gần như là bạn có một sự lựa chọn rất là phong phú. Ngoài 32 chuyên ngành, chúng ta lại có thêm 3 chương trình, và chúng ta lại có thêm hiện nay là 5 chương trình hợp tác. Vậy thì rõ ràng là với một cái lựa chọn lớn như vậy thì thông tin càng nhiều và các bạn lại càng phải cân nhắc khi các bạn lựa chọn. Nếu bạn yên tâm đi ha. Thì thứ nhất ấy, là mỗi chương trình được thiết kế ra thì cũng chỉ là phục vụ cho các bạn thôi, để xem là với một cái mong muốn của các bạn, một cái năng lực của bạn như vậy, thì bạn sẽ được trải nghiệm và bạn sẽ biết là mình sẽ phù hợp với ngành nghề nào và chương trình nào. Thì chương trình tiêu chuẩn thì vẫn là theo định hướng từ 25 năm nay của Văn Lang, và chúng ta định hướng theo ứng dụng, học gắn với việc làm, gắn với nghề nghiệp. Và các bạn học ra là gần như là, nếu các bạn xem tỷ lệ thống kê thì rõ ràng bạn học ra thì cái khả năng kiếm việc làm của bạn rất là tốt. Đó, và rất là rõ ràng theo cái định hướng đó. Còn định hướng về chương trình đặc biệt ấy, thì nó mở hơn một chút xíu, tức là theo định hướng về gọi là tiệm cận hoặc là xây dựng theo chuẩn công nhân toàn cầu. Mà công nhân toàn cầu nghĩa là sao? Chúng ta phải nói theo công nhân toàn cầu. Công nhân toàn cầu nói bằng tiếng Anh thì chúng ta sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh. Công nhân toàn cầu làm việc một cách là bao quát nhưng mà vẫn phải có chuyên môn. Thì chúng ta phải xây dựng được cái ngành nó vừa phải tổng hợp lại vừa chuyên sâu. Hoặc là công nhân toàn cầu có nghĩa là cái thế hệ Z của các anh chị đó, thì các anh chị phải là có tư duy, có kỹ năng, có thái độ theo đúng chuẩn toàn cầu. Đó, thì là cái tư duy mà xây dựng chương trình đặc biệt để làm sao đào tạo được những người mà có tiềm năng sau này ra thế giới. Và chương trình tiên tiến ấy, thì chúng tôi tư duy cũng rất là cụ thể, đó là chúng ta lấy luôn chương trình nước ngoài đem về Việt Nam và chuẩn ấy, thì chuẩn theo chuẩn quốc tế đã được công nhận. Vậy thì tùy theo năng lực, tùy theo khả năng, có thể khả năng tài chính hoặc là về mong muốn các bạn, và đây chính là quyết định đầu tư cho tương lai. Vậy thì các bạn sẽ phải lựa chọn xem là với nguồn lực hiện tại, với mong muốn của tôi hiện tại, tôi sẽ chọn cái menu nào trong menu của trường Văn Lang. Và với một cái lợi thế của một trường đa ngành thì Văn Lang đang là một cái trường mà có cái cơ sở hạ tầng tốt nhất để có thể cung cấp cho bạn các lựa chọn như vậy. Rồi về cụ thể ngành tài chính ngân hàng, chương trình đặc biệt và tiên tiến, thì chương trình tiên tiến của đại học của ngành tài chính ngân hàng tại Văn Lang đang xây dựng theo chương trình của trường Victoria và chương trình chuẩn quốc tế. Và còn chương trình đặc biệt thì hồi nãy mình chia sẻ rồi đó, thì các bạn sẽ theo định hướng của công nhân toàn cầu. Vậy thì trước khi các bạn đi thẳng vào cái chuyên ngành thì bạn có nhiều không gian hơn, nhiều thời gian hơn để các bạn trải nghiệm. Bạn sẽ học được tiếng Anh chuẩn bị. Tại vì tôi hiểu rằng là các bạn rất lo lắng về tiếng Anh, nhưng mà chuyện tiếng Anh ấy, nó không phải là vấn đề khó, mà chúng ta có bỏ thời gian công sức cho nó hay không. Thì nếu như chúng ta chưa đủ chuẩn, chúng ta chỉ cần học bổ sung thôi. Thay vì bạn cần đi ra ngoài học trung tâm rất mệt, thì bạn học luôn tại Văn Lang. Và Văn Lang có offer tốt cho các bạn, có thầy cô dạy theo chuẩn quốc tế cho các bạn, thì các bạn rất tự tin khi bạn có tiếng Anh đủ nền, chỉ khi bạn bước vào chương trình. Rồi, cái yếu tố thứ hai là trước khi mà các bạn phải chọn cái ngành nào đó để bạn theo lâu dài, thì các bạn nghĩ đơn giản thôi, các bạn phải có hiểu về nó trước, đúng không? Và bạn phải có cái tư duy, có kỹ năng, có thái độ. Những cái môn về khởi sự doanh nghiệp này, rồi tư duy thiết kế này, tư duy đủ sáng tạo này, các bạn phải ra ngoài bỏ rất nhiều tiền mới được học, thì chúng tôi đưa hẳn vào chương trình. Rồi khi các bạn học được cái đó rồi, bạn bắt đầu mới đi vào cái hệ thống chuyên ngành của chúng tôi. Đó là cái tư duy mà xây dựng chương trình đặc biệt. Vậy thì rõ ràng nó không phải là cái gì nó ghê gớm phức tạp và nằm ngoài tầm với chúng ta đâu, mà nó chính là cái lựa chọn mà mang lại nhiều cái kết quả nhiều hơn với các bạn. Đó là chương đặc biệt của những ngân hàng. Thì ngành ở đấy là đặc biệt, thì đặc biệt hiện nay là có triển khai tại 22 ngành của trường Đại học Văn Lang. Còn tiên tiến thì triển khai ở 3 ngành là kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Thì chắc là em xin nhờ cô Yến có thể tư vấn thêm về chương trình, về hai cái định hướng này ở khoa mình ạ. Cảm ơn cô Mến. Thì liên quan đến 3 chương trình đào tạo, chương trình tiêu chuẩn, chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình tiên tiến,
Thì giống như là các thầy cô ở đây có nói là mỗi chương trình đều có cái sứ mệnh riêng của nó. Thì cô xin nêu ra một cái vài năm điểm chung của chương trình, sau đó là phân biệt thử từng chương trình nó sẽ khác biệt như thế nào, và tùy theo cái nhu cầu của các bạn thì theo định hướng tương lai các bạn có thể là chọn chương trình phù hợp với mình. Về điểm chung của ba chương trình tiêu chuẩn đặc biệt và tiên tiến á, thì ở khoa quản trị kinh doanh nó có 5 điểm chung như sau. Thì ba chương trình đều hướng đến tính ứng dụng cao và cái tỷ lệ mà sinh viên tốt nghiệp có việc làm đó gần như là gần 100%. Cái thứ hai nữa, đặc điểm thứ hai nữa đó là đội ngũ đào tạo, đội ngũ giáo viên đào tạo khoa quản trị kinh doanh là những người có tâm huyết và giỏi. Rất nhiều thầy cô được đào tạo ở các trường danh tiếng thế giới và về khoa để giảng dạy. Đặc điểm thứ ba đó là định hướng giảng dạy gắn với thực tế. Thì định hướng giảng dạy gắn thực tế này nó thể hiện qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên các bạn vào trường học đó, vào khoa thì các bạn sẽ được đi dự kiến tập ở doanh nghiệp hoặc là tham quan doanh nghiệp. Còn trong quá trình học thì các bạn có thể là thông qua từng môn học, giảng viên của môn học đó sẽ mời khách mời bên ngoài là những cái người diễn giả hoặc là người ta đang công tác tại doanh nghiệp. Người ta sẽ đến chia sẻ thực tế với các bạn, những kinh nghiệm thực tế người ta đã làm trong công tác nhiều năm tại doanh nghiệp của họ. Và cái nữa đó là các bạn sẽ được trải nghiệm service learning, có nghĩa là cái chương trình làm lồng ghép dự án vào trong một cái môn học. Cô lấy ví dụ như là môn quản lý dự án chẳng hạn, thì thay vì các bạn học lý thuyết thì giáo viên sẽ lồng ghép vào cho các bạn là thực tế làm một cái project, một cái dự án thực tế luôn. Thì lúc đó các bạn sẽ trải nghiệm, các bạn sẽ thực hành lấy những kiến thức mà mình học từ môn học đó, các bạn làm dự án thực tế ra gắn kết bên ngoài doanh nghiệp hoặc là những cái tổ chức bên ngoài. Đó là trong quá trình học. Còn đến cái giai đoạn cuối các bạn gần tốt nghiệp đó, thì các bạn sẽ trải qua một học kỳ thực tập, đó là thực tập doanh nghiệp hay là thực tập tốt nghiệp đó. Thì lúc này các bạn sẽ làm thực tế. Và trong vừa rồi đó, K22 sinh viên các khóa trước đây, thì các bạn và khi mà trong quá trình các bạn thực tập đó, thì nhiều bạn cũng là đã được nhận lương tập sinh, và rất nhiều bạn là sau quá trình thực tập là được công ty nhận lại làm chính thức luôn. Thì đó là một cái tín hiệu tốt cho các bạn. Đặc điểm thứ tư nữa đó là nhà trường cam kết với lại các bạn sinh viên là sẽ không tăng học phí trong suốt khóa học luôn 4 năm của các bạn. Nghĩa là khi bạn vào trường học, bạn đã biết cái định hướng, cái ngân sách dành cho cái việc học của mình trong vòng 4 năm, thì lúc đó là cố định cho các bạn. Đặc điểm thứ năm đó là ngoài cái việc học tại trường thì các bạn còn tham gia cái những câu lạc bộ như là câu lạc bộ Anh Văn, câu lạc bộ khởi nghiệp vân vân, hoặc là câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ. Thì những cái này nó sẽ góp phần là cho các bạn trải nghiệm và thực tế cái kinh doanh là như thế nào. Hoặc là trường Văn Lang ở cơ sở 3 có những cái kiosk đó để sinh viên có thể là trải nghiệm thực tế các bạn kinh doanh khởi nghiệp. Đó là những cái định hướng rất là tốt mà trường, không chỉ riêng khoa quản trị kinh doanh mà hầu như tất cả các khoa, đặc biệt là các khoa có ngành kinh tế có mặt ở đây. Đó là 5 điểm giống nhau của 3 cái chương trình đào tạo. Còn về cái điểm khác biệt của 3 chương trình đó, thì nhiều thầy cô nói vui như vậy, 3 chương trình đào tạo thì giống như là chương trình tiêu chuẩn là 3 sao, chương trình đặc biệt là 4 sao và chương trình tiên tiến liên kết với lại Victoria đó là 5 sao. Thì chương trình tiêu chuẩn là nãy giờ mình đã có bàn qua rồi về cái đặc điểm của nó. Là riêng 4 sao á, là chương trình đặc biệt, thì thầy Hải ngoài những cái nội dung thầy Hải có chia sẻ thì cô cũng nói thêm, bổ sung thêm một vài ý. Là cái sĩ số lớp học của chương trình đặc biệt nó khoảng là từ 25 đến 30 sinh viên cho một lớp. Và định hướng công dân toàn cầu như thầy Hải có chia sẻ. Rồi 50% môn học sẽ được giảng dạy bằng 100% là tiếng Anh. Đó là cái điểm mà hướng tới cải thiện tiếng Anh cho học viên. Đặc điểm thứ tư đó là cái cơ hội để các bạn sinh viên có thể là trao đổi sinh viên. Các bạn có thể là thực tập hoặc kiến tập ở nước ngoài. Thì ý này lúc nãy thầy Trung có chia sẻ với các bạn. Còn đối với chương trình tiên tiến thì lớp học sĩ số cũng rất là thấp, dưới 35 sinh viên cho một lớp học. Và điều đặc biệt là chương trình liên kết này là được Victoria là chuyển giao cho Đại học Văn Lang. Mà trường Đại học Victoria Úc á, là nằm trong top 2% mà trường đại học danh tiếng thế giới. Thì các bạn có thể search trên mạng
cái website của trường này. Đặc điểm nữa của chương trình liên tiên tiến đó là gần như 100% môn học các bạn học bằng tiếng Anh, trừ những môn là lý luận chính trị và môn tin học. Đó, gần như 100% các bạn là học bằng tiếng Anh. Và sau 2 năm các bạn học tại Văn Lang, thì ở năm thứ 3 và năm thứ 4, nếu các bạn đạt được cái tiêu chuẩn mà trường Victoria đưa ra đó, các bạn có thể là học chuyển tiếp sang Victoria và nhận bằng của Victoria ở 2 năm cuối. Điều kiện ở 2 năm, điều kiện để các bạn học chuyển tiếp như vậy đó là các bạn phải có IELTS 6 chấm trở lên và điểm học kỳ trung bình tích lũy của các bạn những môn trong 2 năm đầu là phải từ 7 chấm trở lên. Đó là những cái chia sẻ mà cô chia sẻ với các bạn về 3 chương trình đào tạo. Dạ, vâng, em cảm ơn cô Yến ạ. Tức là đây là những cái mà phân biệt mà cô nghĩ là rồi. Để giúp chúng ta phân biệt 3 chương trình thì tùy theo cái lựa chọn của các bạn ha, thì chương trình nào cũng có những ưu điểm để cho các bạn theo học tại trường Đại học Văn Lang. Và 4 ngành kinh tế của chúng ta ở đây thì đều có chương trình đặc biệt, 3 ngành thì có chương trình tiên tiến. Đó. Các bạn có thể liên hệ và đọc thêm thông tin ở trên website cũng như các kênh thông tin của nhà trường. Có thể thấy là các khối ngành kinh tế của Văn Lang có nhiều chuyển động mạnh quá, cho nên là những cái thông tin cũ trước đây là đọc lại mình cảm thấy là nó không đúng nữa rồi. Thì các thầy cô update chương trình rất là nhiều chương trình mới và hấp dẫn. Thì em xin hỏi là khoa kế toán kiểm toán ạ, ở đây các bạn có nói là như ý của cô Yến nói đó là Anh văn, và các bạn thấy là tiếng Anh được áp dụng vào trong chương trình đào tạo của các ngành kinh tế là rất là mạnh. Thì các bạn đang lo lắng là mình cũng không có giỏi tiếng Anh. Dạ, ví dụ đây học kế toán kiểm toán thì chỉ tính toán thì có cần nhất thiết phải giỏi tiếng Anh không ạ? Nè, rồi là nữa là ngành kế toán của Văn Lang có đào tạo chứng chỉ gì về chuyên ngành hay không, có bắt buộc không hay là tự chọn, hay là chứng chỉ là ở trong nước hay quốc tế, thì chắc là thầy trả lời những ý này cho các bạn ạ. Rồi, bạn Phan Mỹ Duyên. Dạ. Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì khoa kế toán kiểm toán là đã tích hợp cái chương trình của quốc tế vào trong cái chương trình dạy, cụ thể là năm 2007 thì có ký kết với LCCA. Yeah. Và năm 2016 thì là ký với ACCA và đưa một loạt các cái môn học của ACCA vào trong chương trình luôn. Yeah. Và trong chương trình thì các bạn được học các cái môn của ACCA là bằng tiếng Anh. Yeah. Nhưng mà về tiếng Anh thì các bạn không lo, tại vì trước đó đã có những cái môn đổ nền tiếng Anh, nó có 4 học phần tiếng Anh, rồi nó có 2 môn nền tảng là học bằng tiếng Anh, rồi sau đó mới tiếp tục là vào học các cái môn của ACCA bằng tiếng Anh. Yeah. Và trong cái quá trình học thì các bạn sẽ liên tục là khoa cập nhật các cái chương trình quốc tế. Thì hiện nay khoa có hợp tác với bên Đài Loan, Úc và bên Anh. Và khi học tập ở khoa kế toán kiểm toán thì đó là một lý do tại sao mà khoa kế toán kiểm toán có cái tỷ lệ sinh viên có việc làm mà lúc nãy cô Mến có nói đến 99,19%, thì là do là các bạn được học thông qua, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là thông qua các cái dự án. Yeah. Thứ ba là bằng các phần mềm mô phỏng, và thứ tư là các bạn có các cái môn học của ACCA. Nên là khi các bạn ra thì các bạn tiếp cận rất nhanh, và có một số bạn là đã thi chứng chỉ và nhận vào. Bây giờ hiện rất nhiều các cựu sinh viên đang làm ở các cái công ty kiểm toán lớn, hay còn gọi là Big Four. Yeah. Là 4 công ty kiểm toán lớn trên toàn cầu. Và ở đây thì cái chương trình mô phỏng ấy, thì cựu sinh viên về cũng đánh giá rất cao cái chương trình mô phỏng. Yeah, yeah. Kết hợp với ACCA, và đặc biệt là trong năm học, trong cái khóa 26 sắp tới thì khoa đang dự tính sẽ thêm tích hợp các cái môn về công nghệ. Yeah. Có nghĩa là làm kế toán bằng công nghệ chứ không. Yeah. Sẽ còn đổi mới nhiều hơn nữa. Yeah. Cảm ơn. Dạ, hay quá thầy ạ. Thì các bạn cũng yên tâm nha, và cũng phải cập nhật thông tin nữa. Ngay cả bộ phận tuyển sinh truyền thông chúng em cũng sẽ phải cập nhật thông tin rất là kỹ càng với các khoa. Vì nghe các thầy cô chia sẻ ở đây thì mình thấy là có nhiều cái hướng đi tốt hơn rất là nhiều cho các bạn sinh viên. Thì tiến sĩ Ngô Quang Trung vừa nãy, lúc nãy mình nói về chương trình mà tiên tiến đó, với Victoria đó. Thì có bạn ở đặt câu hỏi trong livestream là đấy là một hình thức du học. Dạ, đấy là một hình thức du học tại chỗ, tức là mình học ở Văn Lang, rồi mình có cơ hội để nhận bằng của trường top 2% thế giới. Thì chắc là thầy cũng chia sẻ thêm về những cái mô hình mà chương trình du học tại chỗ mà như thầy cũng có nói lúc nãy đó. Yeah. Thì ngoài cái chương trình với lại Victoria là cái chương trình tiên tiến liên kết với Úc, thì khoa thương mại
cũng đang có những cái dự án mình sẽ làm việc với lại bên Anh. Mình gọi nó là chương trình du học tại chỗ. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà sinh viên tham gia vô cái chương trình đào tạo này á, là các bạn sẽ học toàn bộ 100% cái chương trình của Anh và sẽ được Anh cấp bằng. Nói một cách khác là đây là một chương trình đòi hỏi những cái năng lực để có thể tham gia được chương trình. Bởi vì sao? Toàn bộ chương trình sẽ được dạy hết bằng tiếng Anh. Và như câu chuyện nó đang nằm ở chỗ là có rất nhiều phụ huynh cũng như học sinh họ quan tâm với đến một cái chất lượng về bằng cấp, nhưng mà bằng cấp này là do nước ngoài họ cấp và không có đủ điều kiện để mà có thể đi qua bên Anh học. Bởi vì các bạn biết là một năm học phí ở bên Anh chẳng hạn, tiền học và tiền ăn ở nó có thể lên đến khoảng 25.000 bảng cho một năm. Thì học 3 năm, 4 năm bên đấy thì nó đang là một cái chi phí quá lớn cho rất nhiều phụ huynh. Nên chương trình đấy đâu đấy sẽ được triển khai sớm ở khoa kinh doanh thương mại. Trong đó thì đối tác của anh mình đang bàn để mà mình có thể xúc tiến chương trình sẽ rất là sớm. Thì những cái chương trình này nó vẫn đi về định hướng là khối kinh doanh. Mà kinh doanh thì sẽ thiên về marketing và cũng như kinh doanh thiên về tổ chức sự kiện. Thì đây là hai cái mảng liên quan tới chương trình liên kết hay là du học tại chỗ của khoa kinh doanh thương mại với lại bên Anh. Dạ vâng ạ. Thì đấy là một trong những cái thông tin thêm để chúng ta có thêm cái thông tin về những cái giá trị của chương trình khi mà chọn các ngành kinh tế. Vâng ạ. Thì nãy giờ mình đã nốt ra rất là nhiều câu hỏi cũng thuộc có nhiều cái nội dung khác nhau. Thì em thấy sinh viên kinh tế sao toàn học không à? Các bạn học chương trình này, học chương trình kia. Nhưng mà nói chung là phải học rất rất là nhiều. Thế có chơi không các thầy cô? Là các bạn sinh viên ở đây cũng muốn biết là hoạt động sinh viên của các ngành kinh tế như thế nào? Có sánh vai được với ngành quan hệ công chúng có rất là nổi bật hay là các ngành về bên khối sáng tạo? Đấy thì rất là nổi tiếng về hoạt động sinh viên. Thì các thầy cô có thể bật mí thêm một chút ngắn gọn thôi ạ về đời sống sinh viên của khoa mình. Dạ, chắc em xin mời từ góc anh Hải trước đây, xong mình đi vào ngược lại vào đây. Ok. Dạ. Thì quan điểm của mình là học phải thông qua trải nghiệm. Dạ. Trải nghiệm nhất là chơi. Thì chia sẻ với các bạn, mình cũng hồi xưa là dân kinh tế và cũng được hành từ câu lạc bộ. Dạ. Và hồi đó là mình tham gia câu lạc bộ chứng khoán, nhiều là kinh tế từ năm 98. Và đến năm 2000 thì thị trường chứng khoán mới ra đời. Và hồi đó là tụi mình được rèn luyện thông qua những cái Google sàn chứng khoán ảo. Và tụi mình đã nghĩ đến chuyện mà làm sàn chứng khoán trước khi mà thực sự có sàn chứng khoán trên thị trường. Đó. Và tương tự như vậy thì năm vừa rồi mình mới triển khai cái chương trình gọi là Future Fund Manager. Tức là các bạn sẽ phải làm một cái giống như đấu trường tài chính vậy. Và sẽ phải thi với nhau để xem là nếu là bạn là một giám đốc về quỹ tương lai thì bạn sẽ phải thể hiện như nào. Và mô hình như này thì nó được triển khai rất mạnh tại Văn Lang như là câu lạc bộ Phonis, dự khoa kế toán và kiểm toán đã làm. Và năm nay thì hứa hẹn với các bạn là sinh viên của bên tài chính ngân hàng thì chơi còn hết sức. Học hết sức chơi là học nữa. Và những cái nội dung thì nó bao gồm ba nội dung chính nha. Nội dung thứ nhất là về học thuật thì có những câu lạc bộ học thuật thì câu lạc bộ đấy nó sẽ hoạt động theo hai hình thức. Một là tổ chức cái buổi seminar để mà mời những giảng viên chuyên gia về tư vấn chia sẻ lại cho sinh viên. Ví dụ như là đối phó khủng hoảng của Covid này, hoặc là tương lai của ngành ngân hàng này, hoặc là những đầu tư là sẽ là như thế nào. Đó là những hoạt động liên quan đến học thuật. Và mỗi năm sẽ có một cuộc thi lớn. Và cuộc thi này là không những là chỉ có sinh viên Văn Lang mà sinh viên tất cả các trường đại học, các khối kinh tế sẽ cùng tham gia. Và nó sẽ có một phong cách tương tự như đấu trường tài chính. Có nghĩa là chúng ta phải lập ra các đội để thi đấu với nhau xem ai là người giỏi nhất. Và sau đó là những hoạt động liên quan tới năng khiếu, nghệ thuật, thể thao, bóng đá, bóng chuyền. Và tin tôi đi, các bạn chơi giỏi thì bạn học mới giỏi. Dạ, xin mời khoa kế toán ạ. Thì cũng như khoa tài chính ngân hàng thì khoa kế toán có cái hoạt động. Thứ nhất là nếu mà nói về cái cách chơi mà về liên quan học thuật ấy, thì khoa kế toán có câu lạc bộ về kế toán kiểm toán. Thì trong cái câu lạc bộ này, các bạn thường xuyên sinh hoạt vào mỗi một tuần, hai tuần là sẽ có một cái chủ đề riêng và mời các cái chuyên gia về nghề nghiệp rồi các thầy cô có kinh nghiệm là cùng với các bạn để sinh hoạt và cũng tổ chức các cuộc thi. Và ở đây thì các cuộc thi phần lớn là do, thứ nhất là do các bạn tự các bạn tổ chức, thứ hai là
có thể là các cái tổ chức ví dụ như ACCA hoặc các công ty của đa quốc gia của Nhật về, người ta sẽ kết hợp cùng với khoa tổ chức các cuộc thi đấy và người ta tài trợ bọc luôn. Rồi bên cạnh những cái hoạt động vui chơi về nâng cao học thuật thì còn rất nhiều những hoạt động về tinh thần, ví dụ như là những cái đêm văn nghệ, rồi các cái giải đá bóng nam, rồi đá bóng nữ, rồi bóng chuyền. Nói chung là sinh viên chỉ sợ là không có sức để chơi thôi. Và như tôi thì tất cả những cái buổi nào mà các bạn thi đấu đá bóng rồi bóng chuyền thì tất cả, mặc dù là có thể là đêm hoặc là buổi tối này kia, là tôi đều có tham gia hết. Và hòa bình của các bạn thì thấy là phong trào của các bạn rất là phong phú, và các bạn thường là phong trào thì là do các bạn tự tạo ra, thì các bạn cũng có trải nghiệm, và sinh viên thì tạo ra rất nhiều phong trào và dưới sự cái hỗ trợ và định hướng của ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô. Dạ, cảm ơn anh Dương ạ. Còn đối với khoa kinh doanh thương mại và quản trị kinh doanh thì mình có một giai đoạn mà là chung một khoa, thì hoạt động sinh viên là chung. Dạ, xong rồi sau mình sẽ tách khoa ra. Thì hoạt động sinh viên hiện giờ của các khoa mình như thế nào ạ? Chị Yến ạ. Cảm ơn cô Mến. Thì đặc điểm của sinh viên kinh tế do các bạn ăn vào máu đó, các bạn rất là năng động. Không biết các thầy cô có cảm nhận gì không ạ? Mình cảm thấy là sinh viên khối kinh tế là đưa ra rất nhiều hoạt động mà trong quá trình học, bên cạnh việc học các bạn còn hoạt động phong trào. Mà nhiều khi như thầy Hải nói, hoạt động phong trào còn nhiều hơn so với việc học đó, rất là vui. Ở khoa riêng, ở khoa quản trị kinh doanh thì có cái cuộc thi mà liên quan học thuật, đó là nhà quản trị tương lai. Thì cũng giống như cái mô hình mà thầy Hải và thầy Dương có chia sẻ đó, thì các bạn sẽ thực hiện những cái dự án khởi nghiệp do chính các bạn sinh viên lập thành nhóm mà các bạn thực hiện, với sự hướng dẫn của những giảng viên có kinh nghiệm và đặc biệt là những cái khách mời bên ngoài doanh nghiệp. Khách mời đây có thể là những cái cựu sinh viên lập nghiệp mà khởi nghiệp đã thành công trong quá trình mà người đi trước hướng dẫn đi sau, hoặc là những doanh nghiệp lớn người ta muốn đầu tư, và thậm chí tiết lộ với các bạn đó là các nhóm nào mà các bạn thực hiện tốt á, khởi nghiệp thì hầu như là các bạn có lãi nữa. Lý do tại sao? Vì các bạn là kêu gọi tài trợ từ phía doanh nghiệp, cái khoản đó rất là lớn. Và còn về những sinh hoạt vui chơi giải trí thì đêm văn nghệ gamma hầu như đó là những cái hoạt động thường niên của các bạn sinh viên, được tổ chức vào dịp 20 tháng 11 hàng năm. Hoạt động này các bạn cũng được nhận tài trợ, các bạn làm hình thức giống như là một doanh nghiệp tổ chức sự kiện nha. Vừa học vừa chơi đó các bạn, có nghĩa là kêu gọi tài trợ từ các phía các doanh nghiệp cũng như là các anh chị cựu sinh viên lên chương trình kịch bản, rồi các bạn là tổ chức, nói chung là từ A đến Z. Và lúc đó là các bạn có cơ hội, sinh viên có cơ hội quản trị kinh doanh, cơ hội trải nghiệm vào những gì mình đã học, mình đưa vào trong cái công việc thực tế của mình. Thì đó cũng là một cái hoạt động nổi bật của khoa. Dạ, em cảm ơn cô Yến đó. Và cuối cùng là với ngành kinh doanh thương mại, với khoa kinh doanh thương mại. Rồi, cảm ơn Mến. Thì các bạn cũng biết là khoa kinh doanh thương mại với lại quản trị kinh doanh lúc trước là một, sau này thì mới tách ra thành hai khoa khác nhau. Thì các hoạt động của sinh viên thì các bạn cũng đã thấy là không những đối với lại khối ngành kinh tế về kinh doanh thương mại hay là quản trị kinh doanh, cũng tương tự như khối ngành về tài chính kế toán, thì các hoạt động rất là phong phú và đa dạng. Tuy nhiên thì với khoa thương mại mới đề xuất ra một cái dự án nó liên quan tới gọi là kinh doanh số, một cái cuộc thi gọi là kinh doanh số dành cho sinh viên. Bây giờ lý do tại sao mà lại phải đưa cái kinh doanh số ra, bởi vì khoa kinh doanh thương mại thì lại đang đào tạo về e-commerce mà lại không có kinh doanh số thì nó rất là buồn cười. Okay? Nên thành ra là mọi người đang xây dựng một cái dự án này để cho sinh viên thi với nhau. Thông qua việc kêu gọi những cái vốn ban đầu, và các bạn sẽ tiến hành tổ chức những cái cuộc thi kinh doanh, nhưng mà là số chứ không phải là mình chỉ làm đơn thuần là mình phải mở sạp ra hay là gì nữa. Thì đây là những cái dự án mà sinh viên nó đang các bạn sinh viên đang rất là hào hứng, và hy vọng đâu đấy là sẽ giúp các bạn có được những cái trải nghiệm rất thực tế trong cái việc học cũng như là việc phát triển tương lai sau này. Dạ, em cảm ơn các thầy cô. Thì có thể thấy rằng là các bạn thấy không, có một tiếng, gần một tiếng rưỡi thôi, chúng ta đã đi một vòng khối ngành kinh tế của trường Đại học Văn Lang đang cư ngụ tại cơ sở 3. Thì các bạn thấy đây là những ngành vừa đông nè, mà vừa mạnh nè, rất là chú trọng về đào tạo về kỹ năng, chú trọng về trải nghiệm, bồi bổ về năng lực ngoại ngữ, khả năng mà tiệm cận với những cái yêu cầu khắt khe của thị trường lao động ngày càng phát triển như hiện nay, đáp ứng cái xu hướng về toàn cầu hóa vân vân. Thì tất cả những cái lựa chọn về khối ngành kinh tế, chương trình đặc biệt, chương trình tiêu chuẩn, chương trình tiên tiến
thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi các kênh thông tin của nhà trường hoặc là đặt câu hỏi cho các kênh thông tin của nhà trường để tiếp tục được tư vấn. Tôi thấy rằng là trong livestream vẫn còn có những câu hỏi và chắc chắn là không thể trả lời được hết cho câu hỏi của các bạn trực tiếp trong live ngày hôm nay. Tuy nhiên là các bạn tư vấn viên sẽ tiếp tục trả lời sau khi live kết thúc. Và rất là cảm ơn các bạn học sinh cũng như quý vị phụ huynh. Chúng ta đang tiếp tục theo dõi online campus tour của trường Đại học Văn Lang. Thay cho lời chào của live chủ đề số 4 thì xin mời các bạn học sinh chúng ta cùng thưởng thức một tiết mục văn nghệ Xe đạp ơi do các bạn sinh viên câu lạc bộ nghệ thuật của trường Đại học Văn Lang biểu diễn. Và xin bật mí là MV này được quay tại một địa điểm hoàn toàn mới tinh của trường Đại học Văn Lang mà sinh viên Văn Lang cũng chưa có dịp check in đâu, sân bóng rổ mới của trường. Xin mời các bạn.